Từ nhiều ngày nay, bà con nông dân các hợp tác xã trên địa bàn huyện Triệu Phong đang hết sức phấn khởi khi hàng chục tấn lúa giống đã được Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị giao đến tận tay người dân. Với nguồn giống chất lượng này, người dân đã trút được nỗi lo về vụ mùa mới thiếu giống hoặc nguồn giống không đảm bảo do lũ lụt gây ra. Thiên tai vừa rồi thì nông dân của địa phương là lượng giống là nó thất thoát mưa lũ, cho nên là hôm nay được cấp trên hỗ trợ một lượng giống thì nông dân của thôn Mỹ Lộc rất cảm ơn, và qua cái giống nguyên chủng của hạt C95 là bà con rất tin tưởng và có cái để một cái đạt cái mùa vụ đông xuân 2020-2021 năng suất cao. Khi nhận được giống và sự hỗ trợ như vậy thì giải quyết được cái khó khăn của bà con sau cái bão lụt. Một số hồ thì bị ướt giống, một số hồ thì giống gió lụt cho nên là bị ẩm mốc không lấy được. Thì bà con rất là thuận lợi. Rồi là ở đây bà con thì hàng năm thì khi mà vào gieo xạ thì không đủ cái giống đạt tiêu chuẩn để cho bà con nó đưa cái giống chất lượng thấp. Hiện nay thì có được thêm một nguồn giống như thế này để nâng cấp cái chất lượng giống trong địa phương. Rất là tốt cho bà con cũng như chỉ đạo của hợp tác xã và ủy ban xã. Trước những nỗ lực của người dân Quảng Trị trong khôi phục sản xuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã trích trên 25,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ giống sản xuất cho 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ số tiền này, các loài giống lúa, giống lạc, hom sắn và giống lợn, giống cá nuôi thịt đã được phân bổ và trao đến tận tay người dân. Căn cứ vào cái nhu cầu của người dân ở các địa phương, thì chúng tôi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân các huyện và cái đề án của ngành nông nghiệp xây dựng, thì chúng tôi đã phối hợp phân bổ đảm bảo cái giống, các cái loài giống đảm bảo là nhu cầu của bà con ở tất cả các cái huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tái thiết sản xuất sau mưa bão. Từ quyết tâm của bà con nông dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh và sự đồng hành của chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể trong và ngoài tỉnh, tin tưởng rằng những thiệt hại của mưa lũ sẽ không còn hiện hữu. Thay vào đó, người dân sẽ sớm có một vụ mùa đông xuân với nhiều thắng lợi.